Ok các bạn, cái bill tính tiền của mình nó ra rồi nè. Mình đang ở chỗ Natsumi, địa chỉ là 407040 Miramar Road. Phải không? Hai phần dinner cho hai người lớn. Số tiền là 41.90 đồng, thuế là 3.25 đồng, tổng số tiền là 45.15 đồng. Giờ mình sẽ hỏi người ta coi người ta có tính có discount cho lính không. Tại vì thường là mấy chỗ này nó sometimes nó có discount cho lính thì mình cũng sẽ giảm được ít tiền. Mình chờ người mình quay bò bàn lại rồi mình hỏi. Excuse me, do you offer military discount? Yeah. Yes. This is for my wife, for me. Yeah. And we pay with this one after that. Thank you very much. Hello. Ok mấy bạn, mấy receipt về rồi nè. Bạn thấy không, nó cho lính 10% discount sau tiền thuế là 37.72 đồng, 2% tiền trước thuế á, sau thuế là 2.92 đồng nữa, tổng cộng là 46.4. Các bạn thấy mình tiết kiệm được khoảng 4.5 đồng. Nhưng thưa các bạn, năm 100 lần vậy cũng không biết tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Nói chung là cũng được một ít thì cũng đỡ. Ok. Nói chung cái tiệm này là ở Miramar nha các bạn, tên là Natsumi. Buffet rất là ngon. Tiệm này là tụi mình mới kiếm được, đi từ San Diego lên là tới gần 40 phút nhưng mà vẫn ham chạy. Tại vì ăn ngon, ngon hơn mấy tiệm khác ở San Diego. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Chúc các bạn có một buổi tối, một ngày bình an với gia đình. Hiện giờ đang là mùa Christmas rồi. Chúa sẽ ban phước lành cho các bạn. Cảm ơn các bạn.